Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 44. Lữ Khinh Nga biết rõ đạo lý qua thôn này sẽ không có cửa hàng này, tiếp tục dùng phép khích tướng, trước kia Băng Ngưng có thể tự do lựa chọn, nhưng nếu con bé trở về nhà họ Mạc, con bé sẽ không thể tự quyết được rất nhiều chuyện. Bà muốn cưỡng ép chị ấy. Sắc mặt của Lục Vân càng lạnh hơn. Đây cũng không thể coi là cưỡng ép, nếu cậu không chịu cưới, vậy tôi sẽ lựa chọn rể hiền cho Băng Ngưng. Cậu cũng biết về mặt tu luyện thì Băng Ngưng kém hơn những người khác quá nhiều, gả cho một người đàn ông xuất sắc có thể giúp được cho con bé rất nhiều, tôi chỉ muốn tốt cho con bé. Lữ Khinh Nga vừa quan sát sắc mặt của Lưu Vân, vừa thử thăm dò. Lục Vân biết người phụ nữ tâm cơ này đang sử dụng phép khích tướng, nhưng nghe thấy những lời này của bà thì hắn vẫn rất khó chịu. Lữ Khinh Nga, tôi không quan tâm bà muốn làm gì, nhưng nếu để tôi biết bà cưỡng ép chị Tư làm chuyện mà chị ấy không thích, tôi không ngại để bà chứng kiến sự tàn độc của tôi. Dứt lời, một dòng khí lạnh đáng sợ lan tràn. Một hơi thở vô cùng mạnh mẽ cũng bùng nổ, rõ ràng là kim đan kỳ đại viên mãn. Lục Vân đang uy hiếp cho nên không hề cất giấu thực lực của mình, hắn muốn Lữ Khinh Nga nhớ kỹ, không cần thử điểm mấu chốt của hắn. Lữ Khinh Nga vô cùng khiếp sợ. Kim đan kỳ đại viên mãn. Cảnh giới chân thật của Lục Vân lại là kim đan kỳ đại viên mãn. Lúc trước bà tận mắt nhìn thấy Lục Văn nghiền áp ông Chính Nguyên, biết hắn rất mạnh. Nhưng bà cho rằng Lục Vân cùng lắm cũng chỉ hơn ông Chính Nguyên một tiểu cảnh giới, tức là kim đan kỳ hậu kỳ. Ai mà ngờ được lại là kim đan kỳ đại viên mãn. Bởi vì linh khí loãng nên khi đạt đến kim đan kỳ, mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch như trời với đất. Kim đan kỳ 20 mấy tuổi là thiên tài, kim đan kỳ hậu kỳ 20 mấy tuổi là yêu nghiệt, mà kim đan kỳ đại viên mãn 20 mấy tuổi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thảo nào lại được thanh đế lựa chọn? Lữ Khinh Nga vội vàng cười làm lành, Lục Vân hiền chất đứng tức giận, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Đùa này cũng không hề vui đâu. Đúng đúng đúng, đùa này không hề vui, nếu hiền chất không thích thì tôi không bao giờ đùa vậy nữa. Lần này tôi sai rồi, tự vả 3 cái đền tội. Bốp bốp bốp, Lữ Khinh Nga thật sự tự vả 3 cái, làn da trắng nõn hiện lên mấy dấu tay đỏ tươi. Trong lòng lại mừng như điên, vừa rồi bà chỉ đang thử thái độ của Lục Vân mà thôi, cũng không thật sự ép hắn kết hôn. Lục Vân đồng ý thì càng tốt, cho dù không đồng ý cũng không sao. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, lẽ Khinh Nga đã biết được Lục Vân vô cùng để ý Vương Băng Ngưng, vậy là đủ rồi. Không có lần sau, tôi cam đoan với cậu, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Chỉ cần trong lòng cậu có Băng Ngưng, dù các người có kết hôn hay không, khi nào kết hôn, tôi đều không quan tâm. Lữ Khinh Nga thề thốt đảm bảo. Lục Vân. Hai người đang nói chuyện thì một bóng hình xinh đẹp đi vào, nhìn thấy Lục Vân thì hơi mất tự nhiên. Chính là Mạc Thanh Uyển. Hiện tại Mạc Thanh Uyển đang cảm thấy rất rối rắm, cô còn đang hạ quyết tâm phải tìm được Lục Vân, sau đó nghĩ cách kết bạn với hắn, còn sau này thế nào thì thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao Lục Vân đã từng chủ động làm quen với cô, tỷ lệ thành công chắc rất cao. Nhưng sau đó Mạc Thanh Uyển mới phát hiện thì ra chuyện lúc trước chỉ hiểu lầm. Lục Vân làm ra hành động tùy tiện như vậy là vì tưởng cô là Vương Băng Ngưng. Cho nên lúc này gặp lại Lục Vân, Mạc Thanh Uyển cảm thấy không được tự nhiên. Lục Vân lại rất tự nhiên, cười chào hỏi, cô Mạc, xin chào. Lúc trước Lục Vân nhận sai Mạc Thanh Uyển và Vương Băng Ngưng vì hai người bọn họ quá giống. Nhưng giờ sẽ không, bởi vì hắn đã phát hiện ra sự khác nhau giữa hai người. Sự khác nhau về khí chất thì không nói, về sự đặc thù của bề ngoài, mặt của Mạc Thanh Uyển thon hơn, Vương Băng Ngưng mang theo chút núng nính của trẻ con, nhìn càng thêm đáng yêu. Xin chào. Mạc Thanh Uyển chua xót đáp lại. Sau Mạc Thanh Uyển thì bên ngoài lại vang lên giọng nói vui vẻ khác. Tiểu Lục Vân, cuối cùng em cũng đến gặp chị. Một bóng người hoạt bát chạy vào. Nhảy chồm lên trên người Lục Vân, ôm lấy cổ hắn, hai đùi ngọc thon dài quấn lấy eo của Lục Vân. Ngoại trừ Vương Băng Ngưng thì còn ai nữa? Sao chị Tư vẫn dính người như thế chứ? Nhanh xuống đi, đừng để người ta cười chê. Lục Vân nói. Chị Tư thật là, trước kia ở trong nhà thì không nói, bây giờ đến học viện Vân Sơn rồi mà còn làm ra động tác mờ ám như vậy với mình. Không, chị cứ thích quấn lấy đấy, thành thật nói cho chị. Dạo này em và Liễu Yên Nhi đã bỏ trốn đến đâu? Vương Băng Ngưng nói. Không phải đã gọi điện nói cho mọi người, em cùng chị Yên Nhi đi tế bái cha mẹ cô ấy hay sao? Thật sự chỉ đi tế bái cha mẹ. Không thì sao?
có phải lén làm chuyện mờ ám sau lưng chị đúng không? Không có. Chị không tin. Chị Tư, em thấy chị đi xuống trước đi đã, đừng động tay động chân. Không, còn có, đừng gọi chị là chị Tư, gọi là bà xã. Vương Băng Ngưng không chịu buông tay, còn ôm chặt hơn, không quan tâm bên cạnh còn hai người đang nhìn. Lục Vân đành phải thỏa hiệp, được rồi bà xã, chị thích ôm thì ôm đi, dù sao em không phải là người mất mặt. Lục Vân cưng chiều nói. Mạc Thanh Uyển đứng cạnh nhìn, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Mạc Thanh Uyển cảm thấy vô cùng chua xót. Sự đối xử này quá khác biệt. Lúc Lục Vân nhìn thấy cô thì chỉ tỏ vẻ lễ phép khách sáo mà thôi. Nhưng nhìn thấy Vương Băng Ngưng thì như thay đổi thành một người khác vậy, vô cùng cương triều. Hai người có vẻ ngoài tương tự, đều rất xinh đẹp nhưng lại bị Lục Vân đối xử khác biệt như vậy khiến Mạc Thanh Uyển cảm thấy không cân bằng. Lữ Khinh Nga nhìn thấy cảnh này thì thầm hò hét trong lòng, làm tốt lắm. Không có người đàn ông nào có thể chống cự lại một yêu tinh vừa xinh đẹp vừa dính người như thế. Mẹ, mặt mẹ bị sao vậy? Mạc Thanh Uyển phát hiện dấu tay trên mặt Lữ Khinh Nga, cô ngạc nhiên hỏi. Ha ha, không sao, vừa rồi mẹ tự tát mình ấy mà. Lữ Khinh Nga hơi xấu hổ. Tự tát mình. Mạc Thanh Uyển càng thêm ngạc nhiên, từ khi nào mà mẹ cô lại có sở thích tự ngược vậy? Xuyên qua bả vai của Lục Vân, Vương Băng Ngưng cũng nhìn thấy dấu tay đỏ tươi kia, lập tức trèo xuống người hắn, hung dữ nói, tiểu Lục Vân, em vừa làm gì mẹ chị vậy? Cô sẽ không tin chính mẹ mình tự tát bản thân. Cho dù tự tát, khẳng định cũng liên quan đến Lục Vân. Lục Vân nhìn chằm chằm cô nàng này, thầm nghĩ biến sắc nhanh thật, hắn giả vờ buồn rầu, hai, quả nhiên dù thế nào cũng không hơn được quan hệ huyết. Thống, đừng diễn nữa, nếu mấy dấu tay này xuất hiện trên mặt em thì chị còn giữ hơn nữa kìa. Nói mấy lời này trước mặt mẹ chị, thật sự ổn chứ? Có gì mà không ổn, không ai được phép đánh em. Nghe những lời này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Lục Vân xoa đầu Vương Băng Ngưng, khen ngợi cô. Chị đúng là đứa con có hiếu mà. Đúng vậy, tiểu Lục Vân, em tìm đánh hả? Lúc này Vương Băng Ngưng mới hiểu ra Lục Vân không phải đang khen ngợi cô, mà là đang châm chọc cô. Sắc mặt của cô càng đanh đá hơn, đấm nhẹ vào. Ngực của Lục Vân, suýt nữa bị em đổi sang đề tài khác, nói nhanh, chuyện gì đã xảy ra? Lục Vân liếc nhìn Lữ Khinh Nga, sau đó quay đầu nói, nếu chị cứ khăng khăng muốn hỏi thì em cũng nói luôn, vừa rồi mẹ chị cầu em cưới chị. Còn nói nếu em không đồng ý thì bà ấy sẽ tự sát trước mặt em. Chị xem bộ dáng này khác gì ép hôn, đúng hay không? Vương Băng Ngưng trợn tròn mắt, Mạc Thanh Uyển cũng như vậy. Sau đó cùng nhìn về phía Lữ Khinh Nga, muốn nhận được câu trả lời của bà. Lữ Khinh Nga vội gật đầu, đúng đúng đúng, Lục Vân nói đúng, chính là như vậy. Mẹ đã bảo là mẹ tự tát mình rồi mà, đột nhiên cả hai không biết nên nói gì mới đúng. Rốt cuộc mẹ của bọn họ hy vọng dính chặt lấy Lục Vân đến mức nào, vậy mà lại dùng cả cách này. Vương Băng Ngưng im lặng một lúc rồi lớn tiếng nói, vậy em cưới đi, chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm nhìn mẹ chỉ tự sát trước mặt em hả? Lục Vân vô cùng chấn động. Cô nàng này điên rồi. Hắn giơ tay đặt lên trán của Vương Băng Ngưng, không phát sốt. Đúng vậy, cậu cưới đi chứ, chẳng lẽ cậu thật sự muốn tôi chết trước mặt cậu hay sao? Lữ Khinh Nga tranh thủ nắm bắt lấy cơ hội này, gió chiều nào theo chiều ấy, sau đó giơ tay tát liên tiếp lên mặt mình như muốn tát chết bản thân vậy. Mạc Thanh Uyển vội ngăn lại bà, mẹ đừng như vậy, còn tát tiếp sẽ xảy ra chuyện đó. Không thể ngăn được, Mạc Thanh Uyển đành phải cầu xin, Lục Vân, hay là... Anh đồng ý đi. Lục Vân không ngờ mình tự bịa ra một lý do lại dẫn đến vở kịch luân lý gia đình thế này. Lúc trước chỉ có một mình Lữ Khinh Nga ép hôn. Bây giờ cả ba mẹ con cùng ra trận. Ai mà chịu nổi? Hai, đúng là người đàn ông vô tình, chúng ta không nên ép cậu ấy. Cứ coi như hôm nay tâm trạng của mẹ không tốt, tự quạt chơi chơi. Bốp bốp bốp. Lục Vân, DDMI. Người đàn bà này quá ác độc. Vương Băng Ngưng buồn bã nói, tiểu Lục Vân, chị hiểu rồi, em không muốn cưới chị chứ gì, nếu không tại sao mẹ chị tát như vậy rồi mà em vẫn còn thờ ơ như vậy. Chị Tư. Không cần phải nói, chị hiểu rồi. Ở trong lòng em, chị kém xa những chị em khác, em không muốn cưới chị vào đầu tiên. Chị Tư, chị sẽ không làm khó em nữa, sau này chúng ta vẫn là chị em. Mẹ đừng tát nữa, con không muốn làm khó tiểu Lục Vân, người ta đã không muốn thì quên. Đi. Không được, hôm nay mẹ phải tát chết chính mình.
Lục Vân suýt nữa bật khóc. Đáng lẽ không nên để Vương Băng Ngưng trở lại nhà họ Mạc, nhanh như vậy. Chị Tư, chị hiểu lầm em rồi. Được rồi, không cần nhắc lại chuyện này nữa, chị không sao. Dáng vẻ mất mát buồn rầu này của Vương Băng Ngưng chọc trúng chỗ uy hiếp của Lục Vân. Hắn rất muốn giải thích, cũng muốn nói chuyện của mình và Sở Giao cho cô biết, nhưng một khi con gái đã miên man suy nghĩ thì sẽ không cho bạn cơ hội giải thích. Lục Vân cắn răng giữ chặt lại bả vai của Vương Băng Ngưng, chị Tư, chị xác. Định không nói đùa chứ? Nếu em đồng ý cưới chị, có phải chị sẽ thật sự gả hay? Không. Đúng vậy. Vương Băng Ngưng kiên định gật đầu. Lúc này Lục Vân xác định Vương Băng Ngưng không nói đùa. Tuy trước kia cô cũng nói những lời này, còn ép Lục Vân gọi là bà xã, nhưng... phần lớn là đùa giỡn. Thật ra Lục Vân đầu biết rất nhiều lời nói thật lòng của con gái thường được bộc lộ thông qua hình thức vui đùa. Đây cũng coi như một cách thử, bởi vì Vương Băng Ngưng cũng không chắc chắn, hai người vẫn luôn lấy danh nghĩa chị em, cô cũng sợ Lục Vân chỉ nói đùa, cũng không biết lời thề muốn cưới bọn họ có phải là thật hay không. Tranh thủ cơ hội hôm nay, Vương Băng Ngưng dứt khoát tỏ rõ thái độ của mình. Thấy cô nghiêm túc, Lục Vân hít sâu nói, được, em cưới chị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.